Chết cha, lộn nhà. Anh Violet, đi đâu vậy? Cái gì mà thấy ghê, nhìn y như ma vậy mộng. Trời ơi, cái này là mặt nạ của người ta đó. Anh làm gì vậy, nó mất tiền, nó manh chét hết trơn rồi. Ủa mà em sức này làm chi? Thì tại vì mấy ngày đi chúc Tết đó, cái mặt em nó sạm, bây giờ em phải dưỡng da lại chứ. Biết không, sức cái này nè, là da mình ha, sẽ mịn màng, trắng trẻo vô lắm luôn á. Trời ơi, mịn màng, trắng trẻo là anh khoái á. Khoái gì? Thì em đẹp anh khoái. Thôi đi, giờ đi uống cà phê nè. Bữa nay anh có hẹn với mấy thằng bạn đi căng tôm chung á, sẵn anh dẫn em ra đó giới thiệu luôn. À, chưa có được, em vừa mới sức lên, mới có mấy phút rồi đi rửa uổng lắm, mắc tiền lắm á. Ngồi uống nước chờ em chút đi. Rồi, đồ ăn tới đây. Ủa, cái gì có cái tô mì với lại dĩa bánh tét vậy? Tôi ăn mì, bà ăn bánh tét. Sao ông ăn bánh tét đi, tôi ăn mì? Tôi tính toán hết rồi, móng tay bà mới sơn chỉ có khô, cho nên ăn mì rất là khó. Có ăn mì cũng nấu cho tôi một tô chứ, hổm rài. Ăn bánh tét nó ngán muốn chết, giờ nhìn dĩa bánh tét là tôi... Tôi đã nói tính toán rồi. Bây giờ nè, bà đó, móng tay bà chưa khô nè, bà ăn bánh tét đi. Chứ còn nếu bà ăn mì đó, bà đợi móng tay bà khô thì mì nó nở tắt lét làm sao ăn, hiểu không? Ý ông nói là móng tay tôi ướt. Ờ. À. Tôi ăn mì không được cái gì. Ừ. Ông đưa đây, đưa tô mì rồi tôi ăn cho ông coi. Chắc được phải không? Chắc, đưa đây. Đó, ăn đi ha. Bà ăn cho được nha. Coi bà ăn sao. Đó, cầm đũa lên. Đó. Cô giọng cầm đũa gấp vô ăn. Ăn mà cầm cái tay cái dính dánh dánh, mày ăn cái gì? Trời đất ơi, cái tay bà cầm như vậy mà bà cũng ăn được hả bà Tư? Em, anh nhớ năm trước anh cũng ăn hột bí vậy nè. Cái cuối năm vợ anh có bầu, năm nay anh ăn hột bí tiếp, chắc cuối năm vợ anh có bầu tiếp á. Hai mà đẻ hoài cho anh. Ê, nhái, 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 mấy con, nhìn thấy má đẹp không? Được không? Trời đất ơi, mày cười gì mấy con? Thằng, mày góp ý nói thử sao cho má nghe. Chú tía bay ông ở nhà ông chê quá trời quá đất, ông nói không đẹp, ông nói không hợp. Mà má thấy đẹp mà. Tía chê quải rồi má ơi, trời ơi, má ăn mặc gì đâu lè lè. Ủa? Má đi gặp bạn thôi mà má làm gì làm quá như vậy. Trời mệt quá, không thèm hỏi tía con mày nữa. Đúng là tía con mày không có mắt thẩm mỹ gì hết trơn, nhìn đẹp vậy trẻ gì nó không đẹp. Con người ta làm có buổi trời đó. Giờ tôi hỏi nhái chắc ăn hơn. Nhái. Dạ. Thấy má làm sao, đẹp đúng không? Con có mắt thẩm mỹ nè. Dạ. Trả lời thiệt đi. Cái bộ đồ thì nhìn thì cũng được. Đó, thấy chưa? Nhưng mà mái tóc nó không có hợp má. Mái tóc nó không có hợp với má, với lại nó cũng không có hợp với bộ đồ luôn. Ủa, vậy chứ sao hồi sáng hai đứa biểu má đi làm tóc mà. Trời ơi, con chỉ nói má ra tiệm làm tóc là hấp dầu cho tóc nó bóng mượt thôi. Con có kêu má uống tóc đâu. Má nghe lại ai vậy? Thì con út dẹo á, nó biểu má làm vậy nè, mới trẻ ra, mới đẹp, mới lạ. Trời ơi, hết chuyện đi ngang lời út dẹo, nó dẹo bà cố. Giờ sao ta? Má. Ừ? Từ giờ nè, cho tới lúc hẹn gặp bạn của má, còn lâu không? Còn thời gian. Vậy má ngồi đây chờ con vô thay đồ, rồi dẫn má ra tiệm á, xả lại nha. Ờ, má,
Bây giờ trong khi trà đại á, má về bắt hai bộ đồ khác đi. Bộ đồ lè lẹt quá. Lè lẹt gì? Nhái nó kêu được mà lè lẹt gì? Với lại tao không về đâu. Gặp tía bậy ông nhai á, tao mệt lắm. Gì vậy? Làm gì đi cơ nhón nhón? Trời đất ơi, bị cắt phạm có một ngón mà giờ bà làm gì mà bó thay bàn chân luôn tới ớn vậy? Ừ, chứ không lẽ giờ băng có một chút xíu? Thì băng chút xíu thôi, cái ngón nào bị thương thì băng ngón đó thôi. Không có được. Ông biết sao không? Tự nhiên nguyên cái bàn chân á sơ hết chín ngón rồi, rồi còn cái ngón đau á chừa lại coi sao được, thành ra tôi phải băng hết. Trời đất ơi, này tôi thấy bà lố à, này lố lắm luôn á. Thôi lố lố kệ tôi đi. Trời thôi cái tôi mà đi thì giống như là con chim cánh cụt của trời. Bó tay luôn. Như má mày giận tía thiệt bảy rồi. Trời, hồi nãy tía sổ một chàng làm má cục hứng, không giận tía mới sợ. Mà tía nói đúng với bộ tía nói sai sao? Kìa, bà nó giận nhưng mà vẫn ngồi búi tóc để đi gặp bạn đó. Ôi tía ơi, má búi tóc là để cho tía vui thôi. Thiệt không à? Nhưng mà nãy nói quá đúng chứ, đâu nói bậy đâu bậy. Đúng thì đúng thiệt, đúng là cái mái tóc đó không hợp với má thiệt. Nhưng mà tại má đi gặp bạn cũ, má muốn đẹp chứ bộ. Nãy nói chung là tía nói hơi nặng phải không? Quá nặng luôn á. Bậy quá. Giờ ta sao ta hối hận quá mọi ơi. Tội nghiệp má quá. Ta phải xin lỗi bà thôi. Chứ gì nữa. Ngon ha? Ngon, con nhận Hồng làm nước ngon ghê. Thì cà phê của Hồng lúc nào cũng ngon mà. Hỏi. Ở trời, coi bà uống cà phê, coi bà uống, bà sợ hư bộ móng của bà kìa. Cái dày nè. Trời ơi, có cần tôi giúp không? Biết sao không? Mới sơn, chưa có được khô lắm, thành ra sợ nó lem. Nhìn đẹp ghê chứ. Đẹp không chị? Đẹp. Cái chai nước sơn này đó, tôi mua hồi năm rồi lần đó nghe. Lựa kỹ lắm mới được cái màu ưng ý vậy nè. Mà chị biết sao? Năm nay hẹn gặp lại bạn cũ mình á, mới lôi ra sơn nè. Mà đẹp không? Đẹp. Còn chị á nha, nãy giờ chói mắt dữ lắm rồi đó. Chói lắm rồi đó nha. Cái mà nó nổ, mà nó đẹp gì đâu á. Áo này sao nhú mua gửi về đó. Trời ơi, nhìn nó tôn cái làn da của mình lên, nó nổi làn da. Rất hợp với dáng măng đó. Đẹp không gì xui? Bữa nay chị xui lộng lẫy hết sức luôn đó ngàn. Đẹp. Chàng ơi, vậy á mà tía con ở nhà chê, nói là tôi mặc không có hợp. Trời ơi. Mà thôi kệ ông đi, mấy ông đàn ông mà không có nhìn được cái vẻ đẹp của mấy phụ nữ mình đâu. Mình cứ làm đẹp đi chị xui. Miễn mình đừng làm gì lốt là được rồi. Đúng rồi, giờ hai người cứ việc trưng diện đi, cứ trẻ cứ đẹp là Hồng cũng khoái à. Ủa, ai hình như Lan kìa. Ê, Lan. Lan ơi. Lan, đây là Lan. Vô đây bạn. Ngồi chị. Chào chị. Ôi, chào hai bạn. Khỏe không? Khỏe hết. Khỏe. Uống nước gì em làm luôn. Dạ, cho em ly nước cam nha. Dạ. Chàng ơi, lâu lắm mới gặp lại Lan. Mà nhìn Lan không có thay đổi gì nhiều hết á. Tư Măng nói vậy chứ giả trơn rồi. Bạn về chơi có lâu không? Mới đi rồi, tại vì ở trển cũng có việc nhiều lắm. Về hết nguyên gia đình luôn hả Lan? Đúng rồi, một chồng hai con. Tính kêu ông chồng qua đi chơi luôn nè. Nhưng mà ông nói thôi, vợ đi một mình đi, đặng cho gặp bạn bè cho thoải mái. Thiệt á, chồng vậy là cưng Lan dữ lắm luôn đó nghe. Trời ơi, chồng không cưng vợ thì cưng ai?
Anh Ba Lít, anh Ba Lít. Qua đây em hỏi cái thôi. Nhìn mặt em ơi, da em bớt sạm chưa? Bớt rồi, đi. Hả? Người gì đâu không có tập gì hết trơn á, vừa mới hỏi chưa kịp ngó nữa. Được rồi. Nhìn lại. Đó, rồi kỹ rồi đó. Ủa, nhưng mà hình như em thấy nó còn sạm á, chưa được trắng. Anh, chịu khó đi, nhìn lại một lần nữa, nhìn cho kỹ vô. Xong rồi nói thiệt lòng cho em nghe, đừng sợ em giận nha. Nhìn kỹ đi. Rồi, anh nói thiệt á. Giờ đi được chưa? Chưa được, em còn đang trang điểm chưa xong mà. Trời ơi, giờ còn trang điểm nữa. Em trang điểm từ sáng tới giờ luôn rồi đó. Đi uống cà phê thôi mà. Đó đó, chính vì đi uống cà phê với bạn bè anh đúng không? Bạn bè mần ăn của anh không à. Thì anh phải cho em chải chuốt một chút xíu chứ. Mà em làm gì là đủ xinh rồi. Em trang điểm sương sương thôi. Em đẹp á là đẹp cho anh đó. Không lẽ nào anh muốn bạn bè anh nói bạn gái của Ba Lít gì mà xấu chứ vậy. Rồi mất mặt anh không? Đúng không? Chọn chút đi. Trời ơi, cái gì vậy trời? Gần xong rồi mà. Cười vậy? Bộ vui lắm hả? Thấy ghét đi mình đây không đi nữa. Anh nghỉ cười rồi. Đi ha. Không sao đâu. Bây giờ em xuống dưới em rửa mặt rồi đi. Xong cái em tô miếng son. Vậy là đủ đẹp rồi. Đẹp thiệt không? Thiệt. Thiệt tình á, mình không ngờ Lan ở thành phố về mà ăn mặc đơn giản bình thường như vậy á. Mình bất ngờ lắm á. Tôi cũng vậy chị Xui. Hồi nãy mình trước khi qua đây á, tôi cũng nghĩ là Lan á từ thành phố về chắc có cái gì nó lạ lẫm, nó khác. Thành ra ở nhà hình như tôi thấy tôi hơi bị lố. Tôi cũng vậy nè. Cũng đi massage nè, rồi cũng đi spa nè, rồi cũng dưỡng da, tóc tai đồ thường xuyên lắm. Nhưng mà cái phong cách thì cũng chỉ có như vậy thôi à. Chồng của Lan á là muốn Lan đơn giản như vậy thôi à. Mà hai bà cũng đẹp mà. Nếu quê chân chất mộc mạc chắc là chồng cưng lắm phải không? Da của bà Tư đẹp quá ha, mịn màng ghê đó. Bà có bí quyết gì không? Không, đâu có bí quyết gì đâu. Còn Tư Măng nè, tóc vẫn bới như thế á hả? Rồi tóc còn dài tới hông không? Vẫn dài tới hông. Mình vẫn để như vậy từ hồi nào tới giờ luôn á. Tại vì ông nhà mình á, ông thích mái tóc như vậy nè, cho nên mình cứ để nguyên vậy luôn. Thật là ganh tị với hai bà quá. Trời ơi, có gì đâu mà ghen tị không biết nữa. Mà nhìn bà cũng đẹp quá trời nè. Da bà cũng mịn quá chừng quá đất luôn mà. Đúng rồi đó. Với lại tóc Lan cũng đẹp nữa nè. Trời ơi, nói vậy chứ bên ngoài không phải vậy đâu nha. Nó bị sạm hết rồi. Tại vì ở trên đó đó, mình đó, mỹ phẩm nè, rồi nắng bụi nè, cho nên nó làm cho da hư hết rồi. Lan ước là được như ngày xưa đó, mình không có dùng mỹ phẩm nhiều, để cho làn da nó được tự nhiên, nó đẹp hơn. Alo. Dạ, dạ em biết rồi, em về liền. Anh chờ em chút xíu nha. Dạ. Thôi chắc mình phải về thôi bạn ơi. Bên nhà có việc rồi. Năm mới chúc hai bạn được nhiều hạnh phúc nha. Cảm ơn Lan nha. Mình cũng chúc Lan và gia đình nhiều sức khỏe. Còn Lan thì mãi đẹp như vậy nha. Mình cũng vậy. Thôi bạn về ha. Có dịp mình gặp lại nha. Cảm ơn hai bạn nhiều nha. Mình về ha. Lan về nha. Dạ. Tôi với bà là lún. Ui. Xin lung linh luôn. Mai mốt á đi đám hay trang điểm kỹ. Còn bình thường vậy là anh đủ sai rồi. Hmm?
Mai nhái, ăn cơm nè. Mai nhái. Ừ. Ăn cơm. Ừ. Ồ. Vô. Trời ơi. Sao mà nó sưng mà nó nhức quá trời nè. Tôi đã nói rồi, đừng có sơn hết làm cái gì. Đây không khéo rồi mà muốn thành tật cho coi. Thì tại tôi cũng muốn làm đẹp để đi gặp bạn bè mấy chị em. Ai dè đâu mà nó sưng quá trời mà nó nhức. Đẹp đâu phải nhất thiết là phải sơn hết vẽ chân vẽ móng đâu. Chỉ cần gọn sạch là đẹp rồi. Chứ không phải mấy ông hay thích phụ nữ đẹp hả? Nè, ai làm sao tôi không biết. Đối với tôi, tôi chỉ thích bà như cũ thôi. Thấy không? Lớn tuổi rồi, ai đâu mà tính toán bả chuyện đó làm gì. Gì nhìn vậy? Đó là ông nói đó nghe. Ừ, tôi nói. Tư ếch này nói chứ sao. Thôi, ngồi yên đó đi. Tôi xuống tôi lấy nước muối. Tôi ấy cho để chân mấy nó nhiễm trùng. Nhìn thấy trẻ đẹp ghê. Bạn lâu năm rồi. Trẻ đẹp. Nhưng mà tụi mình cũng đâu có thua gì. Thiệt không? Chứ còn gì nữa, nhìn coi. Nhìn mình hơi quê quê chứ bộ duyên lắm mà nha. Duyên thiệt hả? Đúng rồi đó chị Xui. Tụi mình á là nét đẹp miệt vườn mà. Sau lưng mà nhìn tới thiệt y như gái 18. Mà tóc từ hồi xưa tới giờ thiệt tình nó đẹp sao đâu nha. Thiệt không đó? Trời đất ơi, nó gạt bà chứ nè. Y như cái thời mà tôi với bà mới yêu nhau. Mái tóc mà này đủ thiệt nha, mà đi thi một cái là giải nhất nắm trong tay luôn. Không, đẹp thiệt bà. Cái này là chăm sóc dữ lắm mới được vậy đó nghe. Tôi biết ông thích cho nên tôi chăm sóc kỹ lắm. Bởi vì tôi yêu bà chỗ đó đó. Biết tôi thích cái gì cái bà làm ngay ý tôi. Thôi kệ, vậy vẫn còn duyên. Bà còn giận tôi hả? Đâu có. Sao không có? Tự nhiên ra đây ngồi một mình buồn hiu. Cái chuyện hồi sáng á, tôi xin lỗi bà. Tôi cũng không có cố ý làm cho bà bị tổn thương đâu. Tôi biết bà muốn hãnh diện với bạn bè, tôi cũng muốn cho bà được vui. Bà cứ đi gội đầu, đi massage, muốn làm gì đó làm. Nhưng bà đừng có thay đổi ngoại hình của bà giùm tôi. Thiệt tình trong mắt của tôi á, mấy chục năm nay tôi chỉ nhìn bà tóc búi vậy đó, mặc bộ đồ bà ba là tôi vừa ý. Mà bà thay đổi kiểu khác thì tôi thấy tôi không vui. Tôi lỡ lời thì tôi nói vậy thôi. Cũng biết nịnh dữ hen. Không phải nịnh, nhưng bà ở với tôi mấy chục năm mà biết rồi đó. Tôi thật thà chất phác, có sao nói vậy. Ở cái xứ sẹo lá này từ xưa tới giờ đó, không có ai qua nổi cái nét phúc hậu đầm thắm của bà. Ta nói nó đẹp từ bên trong nó đẹp ra. Nó đẹp ai cũng phải nể. Tặng bà đó. Gì vậy? Mở ra coi.
Rau răm ở dưới, cá mòi ở trên. Chàng ơi, trời ơi, đôi bông ngọc trai đẹp quá à. Tôi biết bà thích đôi bông ngọc trai, thành thử tôi tìm khắp nơi á mới có được đôi bông đẹp vậy đó. Măng lúc nào cũng vẫn là măng mà. Tám. Bảy. Anh bị gì vậy? Trời ơi, trên mạng gần gần cái gia vụ gia dĩ của mày, không biết gì hết trơn hả? Kệ đi. Kệ gì kệ. Trời ơi, anh ngồi hả, anh cãi lộn với tụi nó không, muốn gãy cái tay luôn. Mà công nhận nha, tụi này nó lì thiệt, cãi gì mà nó cãi hoài luôn á. Mà em coi mấy comment tụi nó comment coi, nhận được không? Thôi không coi đâu, giờ mình càng trả lời tụi nó càng công kích thêm chứ không có được gì hết á. Không đọc không, anh đọc cho mày nghe nè, có nhịn nổi không? Để kiếm kiếm cái này nè. Đây đây đây, cái này đây. Thằng này là thằng quỷ chứ không phải là người, nhờ qua cái gia diễn này mà nó sống thật với bản thân nó. Thằng này tâm nó ác nên con người nó ác, thì nó diễn cái vai này mới ác được như vậy đó. Quá đáng thiệt chứ. Bởi vậy sao anh nhận nổi. Kiếm cậu ba đó. Kiếm cậu ba trong phim hả? Không, kiếm cậu ba ngoài đời đó. Kiếm Tám hả? Dạ. Ủa kiếm Tám gì? Trời ơi, đợt bính Tám đó anh. Trời đất ơi, làm gì đến Tám? Thì tại vì nó đấm, nó quá là độc ác. Để tôi về tôi kiếm Tám hả? Dạ, anh đi liền đi. Chứ không hợp, nó gặp nó xử con Tám á. Miệng ăn mắm muốn nó bậy bạ không? Không lao không? Cái gì vậy? Coi coi, để lại coi. Không lên nè. Cái xe này thiệt luôn á. Cái xe hư 3-4 lần kêu sửa thay đi luôn rồi. Không chịu. Thôi, cần nhằn gì nữa, giờ phụ tao đẩy về đi. Xui thiệt. Tức thiệt mày ơi. Gì dạ? Tức tao mà gặp cái thằng đóng vai cậu ba ngoài đời là tao sự nó liền. Nó ác quá. Nó xích nữa nó giết Tư Phúc luôn á. Trời ơi, từ cái chuyện gì? Tư Phúc thì nó tha, vì nó lên cơn đau tim đúng lúc. Nhưng mà còn cô Hai Tâm á, là bị nó hành hạ sống không bằng chết. Thì đó, nên bây giờ tao quyết tâm á, rủ thằng Tuấn với thằng Kinh, tụi mình lập một cái nhóm tẩy chay phim luôn. Đúng rồi, mà cái thằng đó tên gì? Tên gì nhiều hạt lắm nè. Thanh Long. À đúng rồi, Thanh Long. Thì đó, Thanh Long đóng vai cậu ba. Đúng rồi. Không ngờ mới đóng bộ phim chút xíu mà góp về quá trời anti fan luôn. Rồi giờ em tính sao Tám? Em nghĩ chắc cũng không có sao đâu. Xong phim người ta quên hết trơn à. Với lại tía má không có xài mạng xã hội cho nên tía má không có biết đâu. Sao điện thoại em im ru à? Điện thoại anh toan vậy. Em tắt nguồn hôm qua nay rồi, không muốn phiền phức gì nữa hết á. Mà từ nào tới giờ á, anh có xài mạng xã hội nhiều đâu. Tự nhiên sáng nay quan tâm quá vậy? Thì nghe mày đóng phim, lên mạng coi phim hay hay dở. Mà thôi, hết phim á thì nó quên hết trơn à, không có gì đâu. Với lại lúc nhận cái vai diễn này á, em cũng biết trường hợp này xảy ra hết trơn rồi, cho nên em chuẩn bị hết á. Anh bây giờ anh lo tắt nguồn điện thoại đi cho đỡ nhức đầu. Để tắt điện thoại. Quên. Tắt điện thoại rồi lái mối rồi nó sao liên lạc. Thì anh đăng xuất cái Facebook ra thôi chứ có gì đâu. Không được luôn. Sao vậy? Anh hay đăng hình của chị Bảy mày với cốc. Anh phải ngồi canh hôm nay được bao nhiêu like,
lên được máy lại. Trời đất ơi, hai vợ chồng của anh sống ảo vậy luôn á hả? Anh Tèo. Ủa, mới về tới đàn? Dạ mới về. Bù cỡ gà không có đi đóng phim cậu ba nhân quả gì hả? Phim quay được phân nửa rồi, nhưng mà bữa nay đoàn phim nghỉ xả hơi cho nên về nhà chơi chút xíu vậy mà. Vậy hả? Đúng rồi, đúng rồi. Quên giới thiệu, anh này thấy quen không? Có. Trên truyền hình á. Có. Đó, diễn viên đóng vai cậu ba nè. Đó, quen không? Thằng này em tôi ở xóm này nè, về chơi. Tên gì? Tên dạ nghệ danh của em là Thanh Long. Thanh Long. Thanh biết Long. biết mà. Thanh Long mà biết. Đẹp trai ghê không? Hai anh. Hai anh có coi phim thì nhớ ủng hộ em nha. Có, tụi tao coi hết chứ. Coi kỹ là đằng khác kìa, mà không ngờ gặp cậu ba ngoài đời luôn á. Công nhận, phim chiếu mới được phân nửa thôi mà đã được có người nhận ra mình rồi. Thích thiệt. Đứng vào bạn của ngày lên tay rồi. Rồi im rồi đó. Thôi anh Tèo làm đi nghe. Em qua quán Cụ Hồng nha, xíu rảnh uống cà phê chung. Bển trước đi, xíu tao qua. Dạ. Ê đứng lại, đi đâu mày? Hả? Chuyện gì vậy hai anh? Chuyện gì? Cường hào ác bá máu lạnh. Tụi tao coi phim rồi, tụi tao căm thù vai cậu ba thay cho Tư Phúc và Hai Tâm. Cậu được ước thấy, hôm nay tụi tao sẽ trả thù cho Tư Phúc và Hai Tâm. Hai anh làm gì vậy? Đó chỉ là phim thôi mà làm gì gặp tôi ngoài làm dữ vậy? Không có nói nhiều, bây giờ quýnh nó khỏi cái phim luôn. Trời ơi sao quýnh ta? Ui da hai mày làm gì vậy? Kim chị à? Ai mày nói ác quá chị? Thằng ơi, tụi mày kiếm chuyện không? Kiếm chuyện tụi báo bạn giờ á. Báo đi. Tài, mày lấy điện thoại ra quay coi cho dân tình biết là mà đời nó sống sao. Đúng rồi. Nè, hai anh đừng làm tầm bậy nha. Làm gì xúc phạm nhân quyền của tôi thưa đó. Tụi tao quay video chơi thôi mà. Đúng rồi. Tụi mày được không? Quay coi người chừng thấy mặt mày truyền hình gì kìa. Thằng Tám đi đâu từ sớm giờ? Về nhà chưa? Chưa. Đâu biết đi đâu. Đâu nói. Nó có nói với bà đi đâu không? Không, nó không nói đi đâu hết. Chắc nó vòng vòng trong xóm chứ đâu. Trời ơi. Ủa, bộ có chuyện gì không? Ê, đây, làm gì vậy? Bớ người ta diễn viên cướp điện thoại. Diễn viên Thanh Long giật đồ. Im. Làm gì vậy? Hả? Vừa cướp vừa lại làm hả? Báo công an chứ. Báo công an. Báo đi. Tao báo công an bắt tụi bay luôn nè. Thôi mà anh Tèo. Thôi. Tao báo thiệt á. Cái chuyện hả? Công an xả xuống công đầu hai tụi bay lại. Nó báo thiệt à? Mình đừng báo. Có gì từ từ nói anh đi. Có gì từ từ. Tao báo nè. Anh Tèo. Để em tính. Nè. Tôi nói cho hai anh biết. Phim á là phải có người hiền, có người ác thì mới có cái hay cho người ta coi. Đúng rồi. Tụi bay có bị điên không? Hả? Thần ơi, người ta đóng phim thì phải có người đóng vai hiền, có người đóng vai ác mới có chuyện người ta coi. Ai cũng đóng vai hiền hết rồi coi gì chảnh. Lao hết sức vậy. Tại mày ý. Với lại á, mai mốt hai anh tỉnh táo giùm cái đi. Phải biết phân biệt được phim là phim, đời là đời. Chứ có đâu mà coi phim á, rồi thấy diễn viên đóng vai ác ở ngoài đời á, tới tấn công người ta như vậy. Làm hành động y như nít vậy. Nè ha. Tao nói cho tụi bay nghe ra ha. Cái thằng này nó là diễn viên, nó có nghề võ đó. Cũng hên là tao với nó hiền á. Gặp người khác người ta đục cho tụi bay mổ máu không rồi. Tụi biết lỗi rồi. Tụi cho tụi tôi lấy xe về nha. Dạ. Tụi em xin lỗi anh Thanh Long. Dạ tụi em cũng hiểu chuyện rồi. Tụi em giác ngộ được. Anh cho em xin lỗi đi. Dạ. Thôi không có gì hết trơn á. Thôi anh đi. Không có gì đâu. Không. Nghĩ sao đi được? Em làm gì đi đâu anh? Gì anh Tèo? Còn 40 ngàn tiền sửa xe tao làm chi? Tính kiếm chuyện người xù luôn hả? Dạ. Đây. Sửa xe tính không trả tiền hả mày? Để em gửi anh uống nước luôn anh. Không được.
phải thối lại đầy đủ rồi. Dạ cha dạ. Ờ, vậy em lấy xe về nha. Nè, qua lấy xe về. Ê, dạ 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 em về liền. Đội nón lên đàng hoàng. Đội nón không ăn bắt rồi mày. Lao không à. Gài lại. Gài lại. Té thấy muốn nổi giờ. Nhanh đi. Sợ bị đánh hả? Thiệt. Xui xẻo thiệt chứ. Tao mới xui nè. Ngồi nhà sửa xe cũng bị trúng đạn của mày nữa. Thôi. Xin lỗi anh Tèo nha. Lâu lâu ghé thăm anh chút á, mà phiền phức ồn ào ở nhà anh quá à. Có gì đâu mày ơi. Đó, về coi lăn hột gà đi, để không hỏi mặt bầm không đi trong phim được đó. Dạ thôi em biết rồi. Thôi em về bển nha. Ừ à. Rảnh anh em uống cà phê. Chiều chiều tôi qua. Dạ. Về đi. Thiệt tình. Kìa về kìa. Trời đất ơi. Trời ơi sao vậy nè con. Cái mặt sao vậy nè. Mặt bà sao dữ vậy? Dạ con mới bị khán giả đánh. Sao bị khán giả đánh? Tại vì họ ghét cái vai cậu ba trong phim của con á, cho nên họ xúm nhà họ đánh con á tía. Trời đất ơi. Mèn đét ơi. Người gì mà kỳ cục vậy? Người ta đóng ác đạt vậy á mà quýnh người ta. Trời ơi. Thì họ lưu manh quá trời luôn à. Sao không trở tay kịp má. Thôi 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 vô lấy dầu sức cho nhỏ đi. Ngồi đó nói hoài đi. Ma lấy thuốc sức con nghe. Dạ. Đất nói nhiều không bỏ. Nhức quá tía ơi. Tụi có mặt vậy sao đóng phim được con. Dạ không có sao đâu tía. Vô trong đó có make up quá trang á, người ta che cho mình được mà. Ráng chịu đau nghe con. Dạ. Nhẹ nhẹ má ơi. Đau lắm hả con? Dạ dạ. Trời ơi ráng đi má sức chút vô. Trời ơi chết rồi, cái chỗ này sức là rác lắm đây nè. Dạ dạ, dạ. Từ má ơi. Trời ơi. Từ mà sức nhẹ nhẹ vô nó. Dạ. Trời ơi thiệt á. Thôi không có đóng phim gì nữa hết á. Nghĩ đi. Gì đâu mà tao nói thiệt. Đóng mới có mấy tuần à mà bị đánh tới 2 lần rồi. Không sao đâu má. Thì giờ phim bây giờ cũng đang quay giai đoạn cuối rồi. Con mong là tình hình sắp tới ổn mà, không sao đâu. Tốt hơn đâu thì chưa thấy. Mà đó, nó bị đánh bầm dập vậy đó. Nghĩ đi, cho nó an toàn. Tía, cứ để nó đi diễn đi. Cái nghề nào cũng vậy đó. Cũng có người thương, người ghét. Quan trọng là nó diễn được hay không. Chứ con nó đi diễn được rồi đó. Không có sợ vậy đó. Dạ đúng rồi đó má. Nếu mà con thích nghề đóng phim quá thì thôi từ đây về sau á, kiếm mấy cái vai hiền hiền mà đóng. Đừng đóng mấy cái vai cường hào ác bá đó nữa. Người ta ghét, người ta quýnh cho. Trời đất ơi. Chọn vai là do đạo diễn người ta chọn. Chứ bà chọn được hả? Ông biết không? Tôi đi chợ á, người ta mắng vốn tôi đầy chợ luôn kìa. Người ta nói á, là thằng con hay lúa á, cái tâm nó chắc cũng ác như vậy đó, cho nên mới đóng đạt mấy cái vai ác đó đó. Đó à, con đóng cái vai cậu ba đó nghe. Người ta ghét cái vai cậu ba của con, mà người ta ghét luôn má đó. Ôi, tào lao hơi sức nào đâu nghe. Con xin lỗi tía má nhiều lắm. Cũng vì con mà lúc nào tía má cũng phải lo cho con hết. Kệ họ đi. Họ nói gì họ nói. Đường mình đi. Dạ không biết rồi tía. Thôi không có sao đâu má. Má yên tâm đi. Thì nói chung con là diễn viên mà, thì cũng lúc vậy lúc khác. Con được đóng nhiều dạng vai vậy nè, thì có cơ hội con chứng tỏ cái khả năng của mình. Vậy là tốt chứ không sao đâu má.
Ừ, thì thôi, con thích đóng phim quá vậy thì giờ má có muốn cản con cũng đâu có được. Dạ, con cảm ơn tía má nhiều lắm. Cứ làm cho nó tốt đi, mai mốt tao mở hãng phim, đóng cho nó đã. Cái gì mà cứ túm tím mà anh à? Ông coi Tám nhà mình ở đóng phim khác nè ông. Nói phim mới nữa đó. Thấy chưa? Trời ơi, nó đóng cái phim này nè. Thấy nó hiền khô à. Mà nè, nhìn có vẻ kiên trực ghê không? Ra dáng đàn ông trưởng thành đó. Ừ, nó đóng được nhiều vai vậy đó. Cũng là có tài đó chứ. Con tôi mà. Thôi đi, đừng có nổ. Mới hổm ai kêu nó bỏ nghề đi, ai kêu nghỉ đóng phim đi. Bây giờ khen đáo khen để. Ông này, chuyện quá lâu rồi cứ ghẹo tôi hoài. Bà sai đổi á, chỉ có tôi mới theo bà nổi thôi. Dạ thưa tía má, mới qua. Ờ. Ủa? Dạ. Ủa tắc địa sao cá đâu vậy? Dạ đâu có phải cá của con. Hồi nãy giao trái cây ở ngoài chợ cho người ta. Dạ con gặp bà Năm bán cá, bà kêu con á đem về cho má. À, dạ. Bà nói hôm bữa bà coi phim nhập tâm quá nên chửi thằng Tám, nói má đừng giận bà nữa. Vậy hả? Vậy bà hết giận rồi hả? Dạ. Bao nhiêu bà muốn qua xin lỗi má mày đó, nhưng mà ngại qua thấy nó cũng kỳ phải không? Rồi thấy mày vậy để cho mày hối lộ cho mày hai cá đó, rồi nhờ mày qua mày truyền đạt lại cho má mày đó chứ gì. Dạ chắc vậy tía. Cái tội này là cũng là cái tội tham ô đó nha mày. Bà cũng biết chuyện, giờ bà không giận tôi nữa tôi mừng lắm rồi. Tôi sợ mất bạn à chứ. Ủa bà? Dạ. Có coi phim mới của thằng Tám chưa? Dạ có má. Trời ơi, cái cảnh nào mà có thằng Tám á là con không bỏ một giây một phút nào luôn á má. Hay ha. Dạ. Ô đi, cả nhà khen nhau hoài kỳ. Tía má. Ủa anh Bảy mới qua. Ờ. Em Tám. Dạ. Em sao rồi? À, mọi chuyện bình thường rồi. Bây giờ em ra đường á cũng không ai dòm ngó liếc thấy gì em hết á. Không sao đâu. Đoàn phim ta cũng về thành phố mất đất rồi. Của nhân vật cậu ba trong phim nó cũng chết rồi. Giờ người ta quan tâm đó là người ta quan tâm tới cái nhân vật chính thôi, chứ ai quan tâm tới mày nữa Tám ơi. Tía nói giống như là con bị mờ nhạt, con bị lãng quên không bằng vậy. Ủa chứ không lãng quên chứ muốn người ta nhớ hả? Nhớ hoài đăng tay giấy quýnh mình nữa hay gì? Ủa Tám. Dạ. Nói gì nói nha, anh thấy em diễn xuất sắc phải không? Hay lắm nha. Dạ coi được á, được phim sau á mình làm vai chính đi. Ờ đúng rồi đó. Thôi đi Bảy ơi, làm nông thì lo làm nông đi, biết cái gì ba cái vụ phim ảnh mà chen vô đó vai chính vai phụ, nói không đúng đã nghe ta cười chết mày ơi. Ông thiệt tình má thấy đúng đó. Bây giờ hen, con lựa vai chính con đóng đi. Đó, đừng đóng mấy vai phụ nữa. Đóng mấy cái vai chính đó là thường thường là hiền lành nè, rồi cương trực nè. Đó, như vậy đó mới nhiều người mới nhớ tới mình. Mà người ta nhớ rồi người ta thương nữa. Dạ. Ờ, nhanh nổi tiếng. Bà ơi, cái chuyện đó để đạo diễn người ta lo. Bà lo chợ búa, cơm nước kìa, chen vô nữa. Con thấy má với anh Bảy nói đúng á tía. Con nè, hai cái phim vừa qua là con đóng là chỉ là vai phụ thôi, nhưng mà sắp tới con phải tìm cơ hội con đóng vai chính mới được ha. Biết đâu con may mắn rồi sao. Cái đó tùy con, tía không có ý kiến không? Tùy con năng lực rồi phấn đấu rồi làm sao đó cho nó thành công không? Dạ. Alo. Dạ phải anh. Dạ 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 em biết rồi, em cảm ơn anh. Ngày mai em đến Sài Gòn liền. Dạ dạ dạ. Tía má, Tám sao vậy?
Cái gì vậy Tám? Bị gì Tám? Tía má nhìn vậy thôi. Con được người ta chọn vô vai chính trong phim mới rồi. Việt Nam đá vô đâu rồi hả? Không phải. Thằng Tám tôi mới nói là nó chọn vai chính nó đóng. Bây giờ nó có vai chính rồi kìa. Đúng rồi tía ơi. Tía ơi. Con sắp làm anh của ngôi sao rồi tía. Tôi cũng là sắp làm má của ngôi sao rồi nè ông ơi. Trời ơi vui quá. Cũng ở lại đằng sau luôn nữa. Đây nè tía nè, người ta mới đứng đầu, phải không? Con hứa với cả nhà nha, con sẽ không để mất cơ hội lần này đâu. Con phải cố gắng làm hết khả năng của mình luôn. À bây giờ đúng rồi, má chạy ra chợ liền. Cái má mua thêm đồ. Cái về cái má nấu cái nồi lẩu mắm. Dạ. Sẵn có hai con cá lóc rồi đại. Dạ. Lắm. Cả nhà mình ăn mừng. Dạ. Ê nhớ qua kêu con nhái qua luôn nghe con. Ẩm con qua. Dạ. Cả nhà mình có một bữa tiệc ông hen. Dạ. Má nhớ ra chợ mua thêm tôm, cua, cá, ghẹ, mực cho con ăn nghe má. Rồi bệnh ngôi sao nữa rồi đó. Thế này tía cứ theo ghẹo con hoài. Nói chơi cho vui vậy thôi. Chứ tôi nghe thằng Tám được vậy, nãy giờ tôi mừng muốn đứt ruột luôn nè. Phấn đấu nghe con. Dạ, con sẽ cố gắng. Dạ, được ăn cơm rồi ha. Thịt kho bữa nay màu khác rồi nghe. Nhìn cái màu, nó đậm đà hơn nữa phải không ông? Công nhận tay nghề kho thịt của Măng càng ngày càng lên nha. Ông này ghẹo tôi hoài. Ăn đi. Dạ, mời tía ăn cơm, má đi chén con. Cái thịt này nè, là tôi hâm tôi nấu lại. Chứ tôi không có nêm nếm gì thêm đâu. Nó sắc lại nó sẽ ngon hơn đó. Thịt kho hột vịt á, ăn từ bữa 30 đến nay mùng 5 mà vẫn còn thấy ngon nha. Đậm đà ghê. Tám, ăn nhiều vô nghe không con? Ngon lắm á. Ơi, dạ thôi, con không ăn thịt đâu má. Ủa, sao vậy? Ăn từ hôm giao thừa tới nay rồi mà thịt vẫn còn hả má? Còn nhiều lắm, ăn đi con. Dạ thôi, để đi từ từ con ăn. Từ từ là khi nào? Dạ ngày mai con ăn. Ngày mai, còn phần ngày mai, con yên tâm. Cái món kho thịt kho hột vịt này nè là mình phải ăn trong cái dịp Tết này nè nó mới ngon. Hiểu không? Ăn đi, đưa chén này ba bỏ vô cho. Cho lên, nè. Nè, ngon quá chị ngon à. Đã quá vậy thôi con ơi, còn có hai tía con mình à. Cố gắng chiến đấu đi, bữa hai bữa thế nào cũng bứt là sạch ra. Ừ, ăn đi, hết nồi này má kho thêm nồi nữa, nghe. Ừ. Nữa hả? Ngon á. Ừ, ngon mà. Ừ, ăn được không? Dạ. Ủa ngoại, sao con? Hết thịt kho hột vịt rồi hả ngoại? Ừ, hết rồi. Nhưng mà thịt heo mắc quá nên ngoại không có mua. Nhưng mà con chưa đã hết trơn á. Thôi, ráng đi con. Sang năm rồi mình ăn tiếp, hen. Từ đây đến sang năm hả? 365 ngày lận á ngoại. Dài lắm. Ngoại, thôi không ấy, để mời con đi chợ mua thịt về ngoại kho thêm cho bé ăn nha. Anh hai nói thiệt hả? Thiệt. Yeah, anh hai là số 1, anh hai là nhất trên đời luôn. Rồi, ngày mai thì ăn thịt kho hột vịt, còn bây giờ ăn hột vịt với cá khô đỡ đi nghe. Dạ. Ừ. Mời ngoại mình ăn cơm. Cơm này ông. Dạ. Ông mình test coi. Trời ơi. Đúng là Tết giết mạng Nguyễn Tết nó đã gì đâu đã. Bà
sao mà nay thằng Kho thấy mặn quá vậy? Mặn hả? Ừ. Đâu, để tôi nếm thử coi. Rồi thử đi. Thử coi. Đúng không? Đúng không? Cái vừa ăn rồi chứ mặn đâu. Bà, tôi nói mặn là mặn mà cứ cãi là sao trời? Bữa tôi kho á, tôi nêm nếm kỹ rồi. Liều lượng nước mắm với muối tôi nêm, tôi trừ hao là để hâm đi hâm lại. Tới nay nó sắc là rất là vừa. Ông chê mặn gì trời? Bà này ngộ tôi chứ. Nó mặn thì tôi nói nó mặn, chứ tự nhiên nó không mặn tôi mắc mớ tôi nói mặn làm cái gì? Vậy chứ ai biểu ăn thịt không chi giờ mặn? Thì ông kè cái bánh tét nè, hay ông kẹp rau ông chấm nè, hay ông kèm với hấu hay với cơm ông ăn thì đâu có mặn. Ăn thịt không đổ thừa mặn. Đúng, bực mình chứ. Nói cãi là sao ta? Tết nhất ngang vui vẻ, không có quạo. Mặn phải không? Ừ. Được rồi, ăn đỡ đi rồi lát tôi xuống á, tôi hâm lại, cái tôi nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị của ông. Hâm? Không quạo. Hâm nữa hả? Thì phải hâm chứ. Hâm cho vừa với cái miệng của ông chứ. Đúng lẽ lớn tuổi rồi tự nhiên ăn cái cho nó mặn lên là lớp cho cao huyết áp thì chết hả gì? Tết vui vẻ không quạo. Con Tám đâu từ sáng giờ không thấy xuất hiện bà? Nó mới đây mà, mới cắn hột dừa ăn bánh mứt với tôi đây mà đâu không biết. À chắc vô ngủ rồi. Trời đất ơi, tối ngày ăn ngủ hoài. Mấy đứa này Tết nhất kỳ cục. Kệ nó đi ông ơi, còn Tết mà, chưa đi mần nữa để nó ngủ. Ủa bà từ sáng giờ không thấy cơm canh vậy trơn mà ngồi cắn hột dưa thảnh thơi quá vậy? Tôi bắt nó cơm rồi thiệt mà, chút mình hâm thịt rồi ăn thôi. Ủa tới nay cũng chưa thay đổi gì hả? Còn Tết mà ông, mình cứ ăn mấy món truyền thống đi cho nó có không khí. Cũng được. Trời ơi má ơi, tí ơi. Cái gì vậy? Ủa gì vậy Tám? Gì vậy? Ủa gì vậy? Con lên tới 1 ký mốt lần. Quỷ thần ơi, lên ký mà tao tưởng cháy nhà không à? Tưởng chuyện gì? Trời đất ơi, người ta lên ký người ta mừng muốn chết. Mày thấy người ta nuôi heo không? Một tháng lên được bao nhiêu? Mà mày mới mấy bữa mà lên 1 ký rồi. Mấy mốt da người ta rồi. Mày thấy thằng Bảy không? Một năm gì nó lên chưa được một khía nữa. Mày lên vậy nó mày la không xùm đi. Bảy nó nghe nó phân bị. Thiệt tình luôn á, mới về ăn Tết có mấy ngày à mà mất luôn cái eo rồi. Phải rồi, ăn với ngủ không mà không mập sao được. Sao tía thấy con ngủ nhiều á, tía không vô tía dặn tía la con. Vậy là con lên ký là lỗi tại tía đó hả? Chết con luôn rồi, công tình giữ dáng bao nhiêu lâu nay giờ đủ sông đủ biển hết rồi. Thôi cho tía xin lỗi, tại vì tía không có kêu con làm cho con mập. Để từ đây sắp tới tôi kêu cho nghe. Nó nói vậy chứ tôi kêu nó có vậy đâu. Để tôi cho nó ngủ. Ủa đâu hả? Thấy cầm giỏ là biết đi chợ rồi còn hỏi nữa. Đi chợ mua đồ ăn. Ủa ra cô có cá đó, mua về kho ăn ha. Bữa nay đầu năm đầu tháng, không biết người ta có bán cá không mà ông đồ mua cá. Trời ơi, bữa nay mùng năm rồi, hôm nay chưa có cá nữa. Thì ai mà biết. Nhưng mà nếu ra chợ mà có bán á, thì tôi mua. Ừ. Còn không thì tôi mua món khác. Ừ, coi đổi món khác đi ha. Ừ. Ủa, tôi nhớ nhà mình còn cái nồi thịt kho hụt vịt ăn chưa hết mà. Công nhận mà luôn. Tôi công nhận tôi bái phục bà luôn. Bà ăn cái nồi thịt kho mà ăn hoài bà không ngán luôn hả? Thì cũng ngán chứ sao không ngán. Nhưng mà lỡ kho cái nồi bự quá rồi, giờ phải ráng ăn cho nó hết chứ làm sao. Bởi vậy năm nào cũng kho làm chi mà cái nồi chà bá luôn, ăn hoài không hết luôn. Ủa vậy chứ mấy bữa đầu ai khen ngon dữ lắm mà khen đáo khen để luôn à. Nói nào ngay, mấy bữa đầu ăn cũng ngon thiệt. Nhưng mà cái món nào nó ngon gì thì nó ngon, mà bà ăn hoài thì tôi phải ngán chứ sao. Ông bà mới có câu đó ông nghe hả? Ngán cơm thèm phở đó ông nghe hả? Ông gan hen. Đâu thử ngán cơm thèm phở tôi coi. Phải nói lộn thì ví dụ lộn thôi. Làm gì mắc liếc như ghê quá trời quá đất. Đi chợ đi. Trời ơi nói câu bà liếc vô cào.
của bà nấu gì mà tôi nghe hực lên tới trên này cái mùi quen quá vậy bà Tư? Thính dữ hen. Tôi hâm lại cái nồi thịt kho. Bữa nay còn kho thịt nữa hả má? Bây giờ sung sướng muốn chết, có thịt kho ăn hoài. Nhắc gì nữa con? Thịt heo bữa nay lên giá dữ lắm ông. Cũng may là tôi kho nồi bự, mình ăn tới mùng 7, mùng 8 Tết cũng còn á, yên tâm. Hả? Tới mùng 7, mùng 8 mà còn ăn thịt nữa hả má? Ờ. Ông, tôi tính vậy nè. Vài bữa nó heo nó xuống giá đó, cái tôi mua, tôi kho một nồi thịt thiệt ngon để cho thằng Tám nó đem lên chợ nó ăn. Trời ơi, làm chi mất công vậy? Trên đó cũng có thịt heo vậy. Nó muốn ăn thì ra chợ nó mua về đó kho ăn. Bà đem đây lên tới trên đó hâm tới hâm lui nữa, nó mất cái mùi vị đi. Ông này không biết gì hết trơn á. Thịt heo ở dưới quê mình nè nó mới ngon. Đó mà chính tay tôi kho, nghĩa là con nó ăn nó mới thấy ngon chứ. Tao để chừng nào nó thèm đó, nó nhớ thịt kho của bà, nó về nó thăm mình luôn, rồi bà kho cho nó ăn. Chứ ông thấy à, dạo gần đây á, thằng Tám á, nó bận công chuyện quá chừng, lâu lâu nó mới về mà. Thôi má ơi, kho còn chi mất công lắm. Mất công gì đâu, mất công má đang rảnh mà. Rảnh cái gì, đó ngoài chợ kế bên đó, nó muốn ăn nó xẹt ra, nó mua gì đó dễ ăn rồi, nó còn đi quay phim quay bỗng rồi nữa. Đâu mà ngồi đó mà canh nồi thịt kho nữa. Tôi hiểu rồi đó. Chê gì? Không muốn ăn cái món của tôi kho nữa gì. Chê tôi nấu dở mà. Thôi muốn kho thì kho đi. Để má mày kho. Má mày kho thịt ngon lắm. Ha. À, đúng không em? Ủa ngoại, con thấy có thịt kho hộp vịt mà sao ngoại không dọn lên? Để Tết mới được ăn con. Ủa ngoại, giờ cũng gần Tết rồi mình ăn được rồi đó ngoại. Mùng 1 mới Tết mới được ăn. Ủa sao kỳ vậy ngoại? Con biết sao không? Tự vì ngoại phải kho sớm, chứ không thôi để tới 29 mới mua thì thịt heo nó mắc gấp đôi gấp ba, tiền đâu mà mình mua, đúng không ngoại? Mình lỡ kho rồi mà mình không ăn để lâu nó hư sao? Không sao hết đó con. Cái món thịt kho hộp vịt của ngày Tết đó thì người ta cứ để đó, hâm đi hâm lại hoài, nó càng hâm là càng ngon. Trời ơi, thôi ngoại ơi, thời buổi giờ sống nay chết mai mà. Ngoại để dành càng lâu biết có sống để ăn không? Tôi không có nói nữa. Cái thằng Tết nhất không có được nói chuyện xui xẻo nghe không? Ngoại ngoại, không ấy giờ mình đem thịt ra mình ăn đi, cái mời con chạy xe kiếm tiền đưa ngoại mua thịt như kho thêm bỏ vô. Không ăn lại. Ừ, vậy cũng được. Chờ ngoại chút. Dạ. Sắp có thịt kho ăn rồi. Hí hí dạ. Đó. Ngon. Nè, hai anh em con ăn đi. Cái này ngoại ăn cả đời rồi, ngoại đâu có thèm nó đâu nè. Thôi, ngoại ăn miếng đi. Nè, ăn miếng ngoại. Hả? Ngoại ăn đi. Đây à. Dạ, em cảm ơn anh hai. Anh ăn miếng luôn. Bà ngoại mình ăn cơm. À, tụi con ăn đi. Ngoại. Con đi chợ về rồi nè. Ủa, con mua thịt nữa đó hả? Dạ. Con, mấy ngày nay ngoại nghe nói thịt mắc lắm, tiền đâu con mua được vậy? Không sao đâu ngoại, con mua được mà. Vậy là Tết năm nay em con có thịt heo kho vịt ăn ra mùng rồi đó. Dạ, bữa nay cũng còn Tết mà ngoại. Ngồi nha, anh thích ăn mấy trứng hộp vịt để lâu rồi nè, nó dài dài. Ủa Tám? Bảy chị Bảy. Ăn cơm hả? Dạ. Ngồi xuống đi, chị lấy chén cho chú ăn cơm nha. Dạ thôi, em không ăn đâu chị. Sao vậy? Từ hôm Tết tới giờ ngày nào má cũng cho ăn món thịt kho hột vịt hết. Giờ qua đây gặp anh chị cũng ăn cái món này, ngán muốn chết. Vậy thôi,
ăn canh nó qua không? Chị xuống chị múc cho thằng Tô. Trời ơi, anh chị gan vậy luôn á hả? Tết mà dám ăn canh khổ qua. Ờ, ăn khổ qua cái khổ. Em thấy anh chị sướng gần chết, có khổ sở gì đâu mà ăn. Chị ăn chén cho vui nha. Anh Bảy. Gì? Bây giờ em ước có được một chén cơm trắng với một con cá khô là được. Giờ muốn ăn không? Nhà anh có. Có không? Có. Ăn, ăn, ăn. Má mới về. Ờ. Hê, hê, tát, tát, tát. Nói nghe, nói nghe. Dạ. Chuyện gì vậy má? Lạ lắm. Chàng ơi, bữa nay tía bay á, ông xuống bếp nấu cơm cho má đó. Trời ơi, con thấy bình thường có gì đâu má. Bình thường sao được bình thường? Lạ mà. Má không nghe có câu muốn ăn lăn vô bếp hả? Nhưng mà tía bay hồi nào tới giờ chưa bao giờ lăn vô bếp. Chắc tại tía lớn tuổi cho nên thay đổi tính tình đó má. Tư, mà làm gì hết hồn vậy? Tôi mà làm như là ma vậy, hết hồn gì? Ừ, thì tôi thấy ông lén lén lút lút gì à? Ông giấu tôi gì phải không? Không, đâu có giấu gì đâu. Đâu, lấy tôi coi, tôi thấy ông giấu rõ ràng. Không có. Ông lấy tôi ra coi coi. Đó. À. Trời trời trời. Ôi đất ơi. Đầu năm đầu tháng mà ông ăn cơm với khô vậy đó hả? Ờ thì bộ muốn cho nhà mình nguyên cả năm là tiền khô trái túi hả? Chị ơi, đầu năm đầu tháng mà ông ăn cá khô vậy, khô cả năm làm sao? Tôi già khô sẵn rồi, tôi có sợ đầu năm ăn Tết rồi nó khô queo. Tía đúng là số 1. Còn nữa chưa hết đâu. Thôi kệ, Tết á, mình ăn nhiều món rồi. Hôm nay mình ăn cá khô chắc ngon nè. Dạ. Ủa? Từ Tết tới giờ, ăn thịt khô hột vịt nhiều quá rồi mà ông chưa thấy ngán hả? Ngán thì có ngán đó. Nhưng mà ăn là vẫn ăn. Bởi vì Tết mà cái món này đâu có thiếu được, món truyền thống của người ta mà. Hôm rày á, ông với thằng Tám mà không nói ra, nhưng mà tôi biết á, là ông với nó cũng ngán cái món này lắm rồi nè. Mình ăn hoài đi, ở nhà mình còn Tết hoài á. Ăn đi con, còn Tết. Dạ. Tám ăn cho còn Tết con. Dạ. Cái gì ngon lắm à. Ui. Ruột. Gì? Câu gì sớm vậy? Giờ này sớm gì nữa, câu giờ này mới có cá mày. Sao mày không đi câu thịt? Trời ơi, mày bị gì ba lít? Mày muốn ăn thịt mày ra chợ mày mua. Còn câu rồi phải câu cá chứ câu thịt gì. Rồi mày không sợ xui xẻo cả năm hả? Uống mắt gì xui xẻo. Trời ơi, mấy cái đó là dĩ đoan thôi mày ơi, tin chi. Trời ơi, lời nói của ông bà nói ra ắt có kiểm chứng. Từ đây tới rằm tháng giêng không ăn gì ngoài ăn thịt khô hột vịt. Ừ á, nhưng mà nhà nào người ta có thịt khô vịt nó mới ăn. Phải có. Có để tưởng nhớ đến văn hóa truyền thống của ông bà mình để lại. Hay quá. Đào Đồng ba lít thử nói cho Tèo nghe thử coi cái ý nghĩa của thịt khô hột vịt trong văn hóa truyền thống của ông bà để lại là gì vậy ba lít? Hả? Thì hít. Cái miếng thịt á, tại sao người ta cắt cái hình vuông là tượng trưng cho đất, còn cái hột vịt nó tròn tượng trưng cho trời, vuông tròn
có nghĩa là âm dương hài hòa cho cả năm. Dạ, bây giờ con hiểu rồi. Con xin lỗi tía vì con đã không chịu ăn món thịt hộp vịt của má nấu. Không sao, con không có lỗi gì hết á. Bởi ta có cái câu á, ăn những món mình thích, lấy người mình yêu, làm điều mình muốn. Nhưng mà với tía thì nó khác. Bởi vì tía với má con á, sống chung với nhau mấy chục năm rồi. Những món ăn mà má con làm ra, tía đều trân trọng. Hồi xưa còn nghèo, đâu có thịt kho hộp vịt mà ăn con. Giờ tới mấy ngày này nè, Tết, trong xóm ta làm heo, tía mới đi chia lúa. Mà đâu dám chia nhiều, 1 kg một dạ. Tía chỉ chia được 3 dạ lúa thôi, về kho hộp vịt cúng ông bà xong rồi, nhìn ba chị em con ăn mà tía má thấy vui lòng. Tía, cái thịt kho hột vịt nó nhắc lại cho tía nhớ những ngày khó khăn, những ngày gian khổ. Bởi vì bây giờ má con cho tía ăn từ mùng 1 tới mùng 10 cái món thịt kho hột vịt, tía vẫn thấy ngon. Tía. Ông ơi, ngừng đọc báo ăn cơm nè. Sao vậy? Sao tự nhiên nhìn mâm cơm mà cười vậy? Nhìn cái mâm cơm thấy đã quá trời luôn. Bữa nay có khô nữa hả? Ừ. Thì tại ăn một món thịt kho hột vịt hoài á, nó cũng ngán. Nhưng mà ông biết không, đầu năm đầu tháng á, tôi sợ cái nghèo cái khó nó bám. Ủa, sợ nghèo sợ khó bám sao nó ăn khô? Ê, nhưng mà cũng có cái dĩa thịt kho hột vịt đó nghe. Kết hợp á, với nhau á, cho nó dung hòa ha. Nay nấu cơm nhiều không? Ủa, sao ông hỏi vậy? Thì có gì đâu, thấy đồ ăn nhìn nó ngon vậy, nó phong phú vậy, biết cái nay ăn trái nồi mới hỏi vậy chứ không chứ sao. Thì ông cứ ăn đi. Kể từ nay á, tôi sẽ nấu kết hợp món cho ông, chứ không có bắt ông ăn cái món thịt kho hột vịt này hoài đâu. Trời đất ơi, bữa nay tôi thấy bà dễ thương lạ lùng luôn. Bà đúng là số 1 luôn. Vợ tôi phải vậy thôi. Đồ ăn ăn vậy thì cứ ngày nào cũng vậy đi. Alo. Chị Năm hả? Chị để cho tôi ký thịt heo ngon ngon nữa nha. Cái gì? Thịt heo nữa? Ăn cơm con. Má, dạ. Tía đâu? Dạ tía trong bếp. Tía ơi, đang ăn cơm, tía ơi. Má, chừng nào má đi chợ á, má mua cho con 2 kg thịt nha. Về cái má kho thịt kho hột vịt gì nè, con đem theo nội con lên Sài Gòn ăn. Ủa, nói vậy con chưa ngán cái món thịt kho hột vịt hả? Dạ, con tại con sợ mập thôi, chứ món má nấu mà dễ gì con ngán. Vậy chừng nào con lên Sài Gòn? Dạ, chừng vài bữa nữa má. Vậy để mai đi, má ra chợ, má dặn người ta có cái thịt nào ngon ngon á, để cho má, rồi má mua về. Sẵn á, trứng vịt á, vịt mình nó đẻ nè. Rồi má nói anh Bãi, chặt mấy trái dừa, lấy nước, má sẽ kho cho con một nồi thiệt bự. Hen. Tuyệt vời luôn. Thôi ăn cơm đi. Ăn cơm không? Tía ăn cơm tía. Khoan. Dạ. Thiếu, tôi quên món rồi. Tôi còn món nữa. Sao? Hả? Thịt kho hột vịt nữa hả má? Nãy con mới nói là con thích ăn thịt kho hột vịt mà. Dạ. Đúng rồi đó. Càng ra mụn á, càng ăn thịt kho càng ngon. Nó kẹo lại á. Dạ. Ăn đi con. Dạ. Còn nhiều không má? Còn nửa nồi lận. Trời. Thì bữa nào tôi cũng dọn ra, rồi đem trở vô, rồi dọn ra, rồi đem trở vô.
biết làm sao không còn được. Bưng ra bưng vô không ai ăn là biết rồi. Thôi ráng ăn bữa nay nữa đi, rồi ngày mai có món mới. Dạ. Ăn nó táo. Ăn ăn đi. Thôi ăn gì hấu trước. Uống kiểu không quá. Sao anh hai hả? Bữa giờ anh thấy con bà Lít không? Chứ sao? Từ cái hôm mà cái vụ nhà 10 độ á, chắc em nghĩ nó thất tình đó anh. Tôi cũng nghe bà con xóm nói rùm lên đó. Cũng may bữa đó nó nhờ tôi đi coi mắt á, mà tôi từ chối đó. Phải tôi nhận lời cái bữa nay băng nhục với người ta luôn. Chứ còn gì nữa, em cũng vậy á, em đâu có dám. Nhưng mà hả, từ hôm bữa giờ em không thấy nó đâu á. Có khi nào nó nghĩ quẩn rồi nó tự tử mà. Có đâu, thằng đó cái mặt nó ham sống sợ chết lắm. Nó không dám làm mấy cái chuyện đó đâu. Trời. Ủa ba Lít, bữa giờ đi đâu vậy? Anh ở nhà. Màn đét ơi, vậy mà cứ tưởng đi đâu á, ai cũng lo cho anh hết á. Ủa, bộ còn có người quan tâm anh nữa sao? Có chứ sao không, nói kìa. Tưởng này làm chi? Tìm em chứ làm chi. Gặp em làm cái gì? Anh định nhờ em giúp một chuyện. Chuyện gì nói đi, sao nghiêm trọng vậy? Nếu em có gặp mặt á, thì cho anh gửi lời xin lỗi. Nói với cổ là anh sẽ không bao giờ làm phiền cổ nữa. Anh chúc cổ hạnh phúc. Ừ, nghĩ được như vậy là tốt á. Rồi còn nhắn gì nữa không? Nói tôi để tôi nói cho cổ nè. Em nhắn thêm á, nói là sau này mà không có chồng, dù chết dù sống gì á, anh cũng phải gặp chồng của cổ. Chi? Ê, đừng có nói là đánh người ta nghe không? Anh xem thử thằng đó có gì hơn anh. Ừ, vậy được. Còn gì nữa không? Nhiều đó thôi. Nhớ giúp giùm anh nha. Em nhớ rồi. Anh còn vài cuộc hẹn nữa. Đừng buồn nghe không? Bà Linh! Bà Linh! Đâu ạ? Qua nhà kiếm ruột mà không thấy. Nghĩ chắc ruột ra ngoài này đón khách. Ra kiếm nè. Mấy nay ngày nào tao cũng ở đây nè. Kiếm tao chi vậy? Năm ngoái tao có mượn mày cái quần, mặc gì nhà quên bỏ tủ luôn. Giờ nhớ lại mang đi trả. Trời ơi, tưởng đâu mất luôn cái quần ai về mày mượn ha. Thì giờ nhớ ra mới đem trả cho mày nè. Sao lủng lỗ tùm lum vậy? Không sao đâu, cái này lấy chỉ nhíu lại mà cũng được à. Chắc là do để tủ á, dán hay là chuột gì cắn thôi. Trời ơi, dán cắn rồi đem trả thằng chi, không có mặc được đâu. Tao không muốn nợ nần gì ai hết trơn á. Sao nay tự nhiên mày sòng phẳng vậy? Tại không muốn nợ ai thôi. Có quần không mà nợ nần gì? Chính vì cái quần nên tao không muốn nợ. Nợ làm chi những thứ không cần thiết. Sao mày nói gì khó hiểu quá vậy ba Lít? Tao nói tao còn không hiểu nữa, huống chi là mày. Tao về nha. Ê, ở chơi chút xíu đi hả gì vậy? Tao còn vài cuộc hẹn nữa. Bye bye mày. Đi xe ôm không? Tao chở cho đi nè, miễn phí luôn. Thôi, mắc công mắc nợ lắm. Nợ mày rồi, mai mốt
tao đâu còn cơ hội trả mày đâu. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngày chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Bà Lết mày sao vậy? Sao mà mặt mũi bí xị kỳ vậy? Bà Lết! Đây nè, nó mới tới đây nè. Biết rồi, để cô Hồng lựa lời khuyên nó. Thôi ha. Thằng Tèo, nó hỏi mày có qua đây không? Con mới gặp nó qua đây nè. Tội nó lo cho mày, anh em chồng sớm mà. Rồi giờ sao? Ngồi hoài hả? Uống gì không? Cho ly nước mưa đi. Nước mưa ngoài lu kìa. Ra rót uống đi. Để ăn lát về ghé múc. Ruột Hồng. Sao? Con thiếu tiền cà phê cô bao nhiêu rồi? Hỏi chi vậy? Trả hay gì? Tao lưu trong đây hết rồi, tao coi coi. Coi đi. Nè, 3 lít, 225 ngàn. Mời ruột Tèo, mời em Tám. Ê 3 lít, ổn không vợ? Ổn, anh ổn mà. Miệng nói ổn chứ tao thấy rủ tụi tao nhậu là không ổn rồi nha. Coi. Ý là mày đuổi tao về hả? Thì... Tám, em có đuổi anh về giống như nó đuổi anh không? Không, em làm gì đuổi anh. Mà nói trước cho biết nè, nhậu nhẹt á thì về nhà nghỉ ngơi đàng hoàng, lầy bên nhà ông 10 độ thì được nghe chưa. Chứ qua ngay nhà tôi đi, tôi liền xuống ao sen á. Trời ơi, khổ quá mà. Khổ gì mà khổ. Trời ơi, ông sướng muốn chết luôn vậy đó. Ăn ở không xong rồi đi nhậu không mà than khổ. Tôi nè, tôi mới khổ nè. Có biết uống đâu. Ăn mòi mỏi miệng muốn chết. Trời ơi. Tiếc quá. Mình phải đi. Nhất định mình phải đi. Mình không còn mặt mũi nào sống ở dấu lá này nữa. Đi thật xa. Đi một nơi mà không ai biết mình. Hello con Hồng. Đi đâu đây? Ủa? Thì qua quán cô uống cà phê. Chứ không lẽ đang hủ tiếu trời. Không phải. Bữa nay cô Hồng dọn quán. Lẹ lẹ để đi kiếm 3 lít nè. 3 lít hả? Ờ. Con mới gặp ổng tức thì nè. Ủa? Mày gặp nó ở đâu? Ở ngoài ngã ba. Ổng còn kêu nhờ con chở ổng ra bến xe nữa. Trời ơi. Chở nó ra bến xe hả? Dạ. Có khi nào nó buồn quá nó bỏ xứ đi luôn không ta? Có vụ đó nữa hả? Mà có thấy là cái tâm trạng nó sao? Ổng bình thường mà. Hồi nãy ngồi trên xe sau lưng con, ổng còn chọc con còn chửi ổng nữa mà. Trời ơi, chết rồi. Có khi nào nó buồn quá, nó khóa điên không ta? Tía mày với lại thằng Tèo đi kiếm đó. Tao sợ nó nghĩ quẩn quá à. À, hèn chi hồi nãy con thấy tía con với thằng Tèo hai người mặt hầm hầm mà ngồi trên xe á. Con té ra đi kiếm 3 lít đó hả? Ờ. Trời ơi trời, làm hết hồn hết trơn. Vậy mà nãy tưởng đâu tía con kiếm con về để sai con làm gì. Con núp ở trong bụi. Cái tật làm biến hoài cũng không chừa nữa à. Thôi bây giờ mày gọi cho tía mày với lại thằng Tèo đi về đi. Chứ bây giờ nó đi đâu biết đâu đâu mà tìm. Đi ra bến xe đi đâu rồi? Dạ đúng rồi đó, đúng rồi đó. Alo tía hả tía? Tía ơi, tía với anh Tèo quay về quán con Hồng lại đi. Hồi nãy ông 3 lít nó con chở ra bánh xe, ổng đi đâu rồi, khỏi kiếm. Mình còn tía, còn em Hân, còn bà con Sẻo Lá, còn bạn bè. Nếu mình chết thì họ sẽ đau buồn lắm. Tía mình sẽ ra sao?
Không được, mình phải sống. Sống vì gia đình, sống vì những người yêu thương mình. Dừng xe. Đâu ta? Con cũng biết ông đi đâu nữa tía. Chú Hai ơi. Gì? Có khi nào thằng Ba Lít nó dương đông kích tay, nó kêu Tám Tàng chở ra ngoài bến xe, xong rồi nó vòng ngược đợi, nó trèo lên cây cầu nó tự tử không chú Hai? Nó tào lao không? Bởi vì ông coi phim kinh dị riết cái ông bị nhiễm. Nhiễm gì mà nhiễm? Thì trên phim nó cũng lấy ngoài đời nó đưa lên phim chứ bộ. Xong rồi thằng Ba Lít nó chết, mà nó chết vì tình, nó chết tức, chết tử, chết quan, chết ức. Rồi nó hiện hồn về, nó phá làng, phá xóm, nó chọc người này, nó ghẹo người kia chú Hai. Dễ dẫn mày đi theo nó. Trời ơi, sợ lắm luôn. Nó kiếm con Ba Lít. Kìa, nó dễ kìa. Chú Hai, 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 chú Ba Lít nè. Biết rồi. Trời ơi, ông nói hai Ba Lít. Chứ ai nữa mày hỏi lãng vậy? Ông đi đâu từ sớm tới giờ mà để nguyên sớm, tưởng ông tự tử rồi đi kiếm ông vậy? Tôi không có đi tự tử đâu. Tí mày đi công chuyện không có nhà, bà con chòm xóm ở đây ta thương mày, ta chia nhau đi tìm mày muốn chết luôn đó. Ta sợ mày nghỉ quẩn rồi mày trốn cái lỗ nào. Dạ con xin lỗi bác Hai. Thú thật á, là con có nghĩ quẩn thiệt. Rồi sao? Không được, chết kiểu này le lưỡi xấu quắc à. Lúc buồn xấu đó không có được đẹp rồi. Chết cũng phải đẹp chứ.